anh em cẩn thận chỗ này nhé, nó tua lại công tơ mét đấy. Ai mua phải hỏi lịch sử hãng của nó nhé. Mình mua chỗ này không để ý lên bị dí của Lò Văn Phương. Thế đồng hồ nó tua bao nhiêu? Cái gì? Nó bảo nó tua bao nhiêu? Tua hơn 100 vạn. bạn chỉ từ xem từ xem mà. Đây là bác chủ bác cái Lò Văn Phương, bác cái mua đây, bạn lên đây. Mua ngày 16 tháng 12. Có cả sửa hãng luôn đây. Đây, nó gửi cho cái này. Đây, xanh chín nhá. Bác bảo tua 100 vạn, bảo chụp. Tớ bảo là anh chụp giúp em cái phiếu mà kiểm tra ở hãng đi 100 vạn, nếu mà đúng như thế gửi lại, anh gửi lại xe em trả 100% tiền, thậm chí nhá, xanh chín luôn. Xanh chín luôn. Con nào mà con đấy 100 vạn phải trả lại thêm 100 triệu nữa. Chơi xanh chín đấy. Xanh chín luôn. Mình đang không hiểu. Đây nhá. 123.428.000. Đây. Thế con này thử hỏi, con này nhá, con đời 17. Thế con này thì bác đọc là 103 vạn à? À, con này đi 103 vạn à? Sang tiếp, 100 vạn bao nhiêu con đi 200 vạn? Con này, ui, con này đời bao nhiêu đây? Con này con đời cũ, đời 14 là đi cũng 116 vạn. Đấy, cả hai là 18. Ờ, 18. Đời 18 mà đi 100 vạn. Đây đồng hồ điện tử nhá. Tua được nhưng mà vẫn phải có lịch sử hãng, và con nào có lịch sử hãng. Không hiểu nổi luôn. Thực tế là trên đồng hồ ấy nó biểu hiện 6 số. Thì cái số cuối cùng này là số nhảy. Còn đâu là nếu đọc chúng ta chỉ đọc 5 số rồi. Nói tóm lại ấy, tất cả những xe, và đặc biệt là xe ở bãi của em là xe tải, thì ngoài những chiếc xe hàng thuốc chuột siêu nước hoặc hàng thuốc chuột ra, gọi là hàng đặc biệt đấy, thì em nói luôn, khi mà anh em xem video của em cũng như là xem trực tiếp ở bãi, con nào đâm va bảo đâm va, đâm chỗ nào bảo đâm chỗ đấy, con nào máy chất bảo máy chất, máy dao rồi bảo máy dao rồi, con nào nguyên bản bảo nguyên bản. Còn đâu dám cam kết ở kilometer chỉ có xe siêu lướt và xe hàng thuốc chuột thôi, còn ngoài ra không có con nào là kilometer cả. Tại vì đơn giản xe tải chứ không phải xe con, và bản thân xem phù hợp với lại cả chất lượng nó đi đôi với lại ngoại thất, nội thất và chất lượng máy khi đi thử, đặc biệt những chiếc xe Kia K165 thì anh em phải kiểm tra côn số, kiểm tra thân vỏ, kiểm tra máy, côn số ngọt ngào, thân vỏ không đâm va, máy chất là ok. Còn những chiếc xe máy điện kiểm tra máy có zin hay không, và thân vỏ nó có đẹp hay không, giá thành nó có hợp lý hay không, gỗ hơn tốt nước sơn. Xem xe không chỉ đơn giản xem mỗi cái km thôi. Km nó chỉ là một yếu tố rất rất nhỏ. Xem xe tải để sử dụng thì chúng ta phải yêu cầu ngoại thất, máy móc nó đều nhau ở thời điểm hiện tại chứ không phải trong quá khứ. Hiện tại nó tốt là chúng ta dùng được, quá khứ nó như thế nào đấy là việc của người ta. Còn hiện tại an ninh đảm bảo, giấy tờ đảm bảo, nó tốt hiện tại, ok, dùng bình thường.